Mùa đông năm nay, gia đình chị Lê Thị Phương Thảo, du khách đến từ Hà Nội, lựa chọn trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hành. Không gian nghỉ dưỡng đậm chất truyền thống Nhật Bản, nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ cùng các dịch vụ tắm khoáng nóng độc đáo, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Mùa đông này thì rất là hợp lý khi đi sử dụng tắm khoáng ở đây, còn phù hợp với cả mọi lứa tuổi. Nhưng mình thì mình cảm thấy rất là thích, rất là happy và muốn rất là thích là mỗi tháng có thể được đến đây được một lần. Khi mà mình chưa đi được Nhật ấy, thì cảm thấy đến đây cảm thấy như là mình đã được đến Nhật. Các dịch vụ tắm khoáng nóng, sông hơi đặc trưng tại Yoko Onsen Quang Hành đều là những trải nghiệm phù hợp cho mùa đông, thu hút khách du lịch. Trong quý 4 năm 2020, điểm đến này đón lượng khách tăng gấp đôi so với quý 3 trước đó. Không chỉ có những trải nghiệm độc đáo, du khách đến Yoko Onsen Quang Hành trong mùa đông này còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mua 2 gói dịch vụ được tặng miễn phí thêm 1 gói dịch vụ tương đương. Du khách là người Quảng Ninh được lựa chọn các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm hoặc giảm giá cố định 20%. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên. Công tác phòng dịch ở đây ấy, trong cái thời điểm như này thì là rất là tốt và là cần thiết, bởi vì từ ngay từ chỗ lối vào cho đến thời điểm này trên các cái quầy lễ tân ấy, thì đều có nước sát khuẩn và các cái công tác đo nhiệt độ hay phòng dịch ấy, đều làm rất là tốt, thì mình cảm thấy là yên tâm hơn khi mà đến đây. Mình lựa chọn ở đây là lý do là thứ nhất là rất là gần Hà Nội, thuận tiện để đi lại. Thứ hai là đây cũng là một cái mô hình giải trí mới, thư giãn mới. Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Yoko Onsen Quang Hành là sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ phát huy tốt tiềm năng thiên nhiên sẵn có của địa phương, mà còn giải quyết hiệu quả tính mùa vụ cho du lịch Quảng Ninh, hình thành điểm đến hấp dẫn cả 4 mùa trong năm. Đây cũng là hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh trong tương lai.